Xin chào mọi người, hôm nay Deva Shop sẽ giới thiệu cho các bạn sản phẩm gờ hốt đồng. Gờ hốt đồng này có hoa văn hình con rồng. Gờ hốt đồng này cấu tạo bằng đồng nguyên chất và hoa văn thì rất là tinh xảo. Đây là dạng cối cổ. Đấy, cái cối này bên trong này có cái nắp này sẽ giúp cho cái cối nó cái bấc nó sẽ không bị bay sang nhiều. Đấy, rất là tiện lợi. Đấy, cái nắp này rất là kín này. Đấy, vậy cái sản phẩm này dùng xăng đá bấc của Zippo. Vậy để thay xăng đá bấc thì như thế nào, thì các bạn cầm một đầu thân, một đầu các bạn rút ra. Đấy, rút ra như Zippo. Rồi. Đấy. Anh em để bơm xăng thì anh em cho đầu bình xăng vào đây. Lấy bình xăng ra này. Đấy, anh em cho xăng vào đây. Đó. Để thay đá thì anh em vặn cái vít này ra này. Vặn vít ra. Đấy, trong là có đây viên đá của nó đây. Đấy, đây đá của nó đây. Đấy, anh em cho đá vào. Điều chỉnh như đây. Đấy, để thay bấc anh em cứ vặn hết này ra, rút cái bông này ra rồi anh em thay bấc thôi. Đơn giản, rất là đơn giản. Đấy, mình vặn xoay con ốc này vào. Rồi ok, mình sẽ đổ đầy ngấm thấm đầy bông nhá. Anh em đổ nhiều một chút. Nhớ là anh em cắm cái đầu của cái bình Zippo này vào nhá, cắm thẳng vào. Rồi ok, đã đầy. Rồi sau đó anh em ấn vào. Rồi ok, mình đợi một lúc. Rồi sau đó mình bật lên này. Đợi một lúc. Anh em đợi một lúc cho xăng nó ngấm lên bấc. Chưa ngấm anh em mồi một chút vào cái đầu. Đấy, ngấm rồi đấy. Không cần mồi nữa. Đấy, ok. Đã, nhạy. Đấy. Hay chưa? Ờ, xin cảm ơn các bạn. Để đặt hàng các bạn comment số điện thoại bên dưới để shop Deva hỗ trợ các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.